Xin kính chào quý bà con đã đến với Thế giới vật tư nông nghiệp TG. Thì hôm nay em sẽ quay những cái bộ sản phẩm sẵn báo giá và những cái số dòng sản phẩm mang được cái vật chất là hexacolagen. Đó, ở đây là có 5 dòng sản phẩm nha quý bà con. Đó, thì bao gồm có Winsinta, An Phát Nông, đó, USA và An Thịnh Phát với Win Thị Sĩ ha. Thì cái phần này xíu em sẽ báo giá và sẵn so sánh để cho quý bà con mình có thể tìm hiểu thêm nha. Đó. Và đồng thời thì cái bộ sản phẩm của công ty Biocoption á của Việt Nam. Đó. Bên em thì những cái dòng như là Mafit, Hitop, Fifatop, là Kahikin, Fullsai. Thì em có mấy cái dòng sản phẩm của công ty Biocop sẵn em sẽ báo giá luôn với những công dụng đó. Đối với bà con nào mà chưa tự tin để sử dụng sản phẩm Biocop hay quý bà con. Đó. Thì cái sản phẩm đầu tiên á nó là cái chai Mafit 40SML. Nó được mang cái thành phần á là cái Mediwatt Chlorid 400g. Đó. Đối với trên lúa thì quý bà con phun giai đoạn đẻ nhánh làm đồng có thể phun được hay quý bà con, giúp hạn chế đổ ngã nè, cứng cây hơn. Đó. Giúp cứng cây, xanh lá, rễ to dài, nhiều lông hút nè, phát triển chồi bên, tăng cường sức đề kháng, tiết kiệm phân bón, lá dày cứng, chống chống hiện tượng đổ ngã luôn cho quý bà con mình ha. Đó. Thì cái chai này thì của công ty Biocoption, giá của nó là 180.000 hay quý bà con. Đó. Có thể sử dụng được là 7 công, tương đương với khoảng 10 bình máy ha quý bà con. Đó là cái chai Mafit. Và cái sản phẩm tiếp theo của Biocoop đó là cái chai Hitop nè. Đó, Hitop thì giá 160.000 quý bà con. Đó. Chai này thì nó mang được cái hoạt chất đó là Bigarotubin 25g, đó, tương đương là 25g trên lít nha quý bà con. Chai này thì nó sẽ giúp cho cái lúa chúng ta là tẩy sạch được các nấm bệnh nè, giúp hỗ trợ lá lúa mình được xanh hơn, đó, mướt lá hơn, tăng năng suất cho cây trồng nha quý bà con. Chai này thì thể tích của nó là 160ml, đó, quý bà con xài được 5 công hay quý bà con, hoặc 7 bình, đó, là chai Hitop giá 160.000 hay quý bà con. Đây. Và cái sản phẩm tiếp theo đó là cái chai là Kahikin, đó, là Kahikin thì chai này 125.000 hay quý bà con. Nó mang được những thành phần chẳng hạn như là cái kẽm nè, kẽm thì được 500g, đó. Mangan thì được 50g, đó, với đạm tổng số 50g quý bà con. Đó. Chai này thì nó giúp cho chúng ta được kích đồng nè, kích đồng to, bông bự, giai đoạn nuôi bông, dưỡng bông, nó tăng sức đề kháng cho cái bông lúa chúng ta ha. Đó, chai này thì rất là nặng luôn hay quý bà con. Đó. Đó là thường gọi là cái là Kahikin, nó phân bón vi lượng kẽm mangan hay quý bà con. Chai này thì 125.000, quý bà con có thể sử dụng được 5 công, 7 bình hay quý bà con. Đó là chai là Kahikin. Cái sản phẩm tiếp theo đó là cái Fifatop hay quý bà con. Đó. Fifatop thì hôm nay công ty nó đã nâng cái thể tích lên. Đó, nâng thể tích lên là 200ml. Đó, giá thì nó sẽ lên theo quý bà con là 215.000 để cho quý bà con mình tiện sử dụng một bình máy bay, đó, 7 công hoặc 10 bình theo quý bà con. Đó, là vừa đủ một bình máy bay thì giá nó là 215.000. Với nó mang được cái hai thành phần đó là cái azoxystrobin 12g, lucilagen 8g, công thức là 20HC quý bà con. Chai này thì nó hỗ trợ cái như là sạch bệnh nè, xanh ghé, hạt to, no sáng, lúa có màu mỡ đó, không lo bị vàng lá luôn hay quý bà con. Với chai Fifatop của công ty Biocop sẽ làm giá 215.000, quý bà con xài được một bình máy bay ha, đó là 7 công thì thể tích nó tăng hay quý bà con. Đây là cho bà con dễ nhận diện ha. Đó. Cái sản phẩm tiếp theo đó là cái chai Fullsai nè. Fullsai thì nó là cái nguyên liệu của nó là của Ấn Độ hiểu quý con. Nó sản phẩm của Ấn Độ, mang được cái gốc chisilagen 500g trên lít, khá là cao hay quý bà con. Đó. Thì chai Fullsai này á nó quản lý được cái là đạo ôn lá nè, đạo ôn cổ lá, đạo ôn cổ vé nè, đạo ôn nhánh vé, đạo ôn cuốn hạt, sạch bệnh, xanh lá, cứng cổ bông luôn nghe quý bà con. Đó, chai này thì nó cũng là 200ml, quý bà con xài 5 công cũng 7 bình nha quý bà con. Đó là cái chai Fullsai, Fullsai của Biocoop nha quý bà con, nguyên liệu của Ấn Độ ha. Thì sản phẩm của Biocoop nữa là cái Combi, Combi Lút nè. Ở đây là phân bón vi lượng nha, vi lượng của Anh Quốc hay quý bà con. Đó, chai Combi thì nó mang được cái đồng nè, kẽm, bo, mangan, sắt,
Milit Đen, Lưu Quỳnh và Manier luôn ha quý bà con. Đó thì cái chai mà combi này á, công dụng của nó sẽ giúp cho giải độc cho cây nè, đó biến lá vàng thành lá xanh, nó giúp cho cái cây lúa chúng ta giai đoạn chỗ gấp chỗ nhanh, chỗ rất nhanh to hạt hay quý bà con. Đó giai đoạn như là đẻ nhánh hay này kia, nó có giúp được cái lá của chúng ta được xanh dày cứng đó, nhánh ra nhiều luôn hay quý bà con. Đó dưỡng hạt thì nó giúp cho hạt sáng hơn, đó là cái phần combi lút, nó dạng như là cái vi lượng cho quý bà con mình ha. Chai này thì 120.000, quý bà con sử dụng cũng được 5 công và được khoảng 7 bình nha quý bà con. Thì hôm nay em cập nhật lại thêm một cái phần á, như là những cái dòng mà ăn viên nó mang được cái những thành phần hay xa hay quý bà con. Cái sản phẩm đầu tiên á, đây là cái viên của Syngenta hay quý bà con. Đó, viên của Syngenta thì giá hiện tại hôm nay là 270.000. Đó. Thì chai viên thì nó mang được cái hoạt chất là cái hexa collagen 5HC hay quý bà con. Đó, đây là sản phẩm của viên Syngenta. Thì cái công dụng của nó là thuốc như phổ rộng ha, phòng trừ được nhiều cái bệnh hại nè trên cây trồng như lem lép hạt, khô dằn, đốm vòng, gỉ sắt, nấm hồng đó, trên vân vân cho quý bà con mình luôn ha. Thì chai này thì quý bà con xài cũng như nó quản lý được tất cả các bệnh như khô dằn rồi luôn quý bà con. Đây hoạt chất nó cũng có là bằng dưỡng ở trong hay quý bà con, giá 270.000, quý bà con xài được là như cây ăn trái thì xài từ 400 đến 600 lít thôi quý bà con. Quý trong giai đoạn mà lúa thì xài 10 đến 15 bình đó. Và cái sản phẩm tiếp theo đó là cái An Viên nữa. An Viên này thì của công ty An Phát Nông thì quý bà con, giá thì 170.000, thể tích của nó là 1 lít ha. Thì cái chai này nó mang được cái thành phần là cái hexa collagen 10 gram trên lít đó, tương đương là nó 10%, nó sẽ tím tỷ lệ gấp đôi thằng viên Syngenta luôn hay quý bà con. Giai đoạn cái công dụng của thằng hexa collagen á, thì tác dụng của nó là ngăn ngừa sự phát triển của những dạng ống nấm mà, và sợi nấm, ngăn ngừa sự hình thành giác bám nè, giác nút và những cái ức chế những cái nấm và những cái bào tử của nấm hay quý bà con. Đó thì chai này quý bà con xài trên cây ăn trái, nó quản lý như là cái được như cái nấm hồng đó, cái quản lý cái trái lá luôn hay quý bà con. Đó thì xài từ 400 đến 600 lít nước. Còn đối với cây sầu riêng mà muốn chăn đọt thì chai này xài được 200 lít nha quý bà con. Đó là cái An Win của An Phát Nông, là giá 170.000 hiểu quý bà con. Thì cái chung một cái thành phần như là cái hexa collagen 10 gram đó, thì đây cũng em bên em cũng có cái dòng sản phẩm như là cái Win USA ha. Đó thì nó cũng cũng là vừa giúp cho quý bà con được quản lý cái nấm hồng, những cái nấm bệnh khô dằn trên lúa, giúp ức chế và chặn đọt sầu riêng đó. Giá thì 170.000 đó, xài cũng được từ chặn đọt thì 200, nó phun trên lá thì từ 400 đến 600 lít theo quý bà con đó. Và đồng thời quản lý cái khô dằn trên lúa luôn theo quý bà con. Đó là cái Win 10, là cũng như là cái Win 10 đó, tên thường gọi nó là Win USA, giá 170.000 theo quý bà con. Và cũng là một cái sản phẩm Win 10 nữa. Đó, Win 10 thì đây có cái đằng ATB Win 10, đó là của công ty An Thịnh Phát hay quý bà con. Giá cũng 170.000, dặn sữa sạch bệnh xanh cây. Thì chai này nó cũng giống như những loại ăn Win khác thôi, vừa giúp chặn đọt được đó, quản lý gông guêu, nấm hồng, và cái khu dằn chín lúa luôn hay quý bà con. Đó, giá cũng 170.000 hay quý bà con. Và cái sản phẩm cuối cùng đó là cái sản phẩm Win Thị Sĩ. Nó Win này thì được 5HC. Hổng gài cũng nhiều bà con hỏi về cái dòng Win này đó, thì hôm nay em mới nhập về cái dòng nhóm hexa collagen 50g hay quý bà con. Đó này tên của nó để là mê công viên 5HC, đặc trị khô dằn trên lúa, đặc biệt phục hồi gắt nhanh sau khi lúa bệnh, lá sẽ giúp cho lá được xanh mướt trở lại và cây và bông nó không lo bị khô nữa hay quý bà con. Đó là cái Win Thị Sĩ dạng 5HC, giá 80.000 đó. Hồi trước em cũng có quay một cái dòng sản phẩm Win Thị Sĩ, nó bà con hỏi rất là nhiều. Thì hôm nay cái mặt hàng của em cũng đã về. Thì quý bà con nào mà cũng muốn sử dụng những cái dòng sản phẩm của nhiều công ty thì vui lòng xin liên hệ qua số điện thoại là 0939 339 415 để chúng em có thể hỗ trợ cho quý bà con tư vấn những các mặt hàng, và đồng thời có hỗ trợ kỹ thuật trên cây sầu riêng luôn nha quý bà con. Đó. Thì tổng thể là em sẽ giới thiệu cho quý bà con hai cái dòng sản phẩm này đó, công ty Bưu Cớp, và báo giá lại một số sản phẩm như là mấy thằng Vin đó. Thì quý bà con nào có cần thì có thể liên hệ qua số điện thoại của em để trên màn hình ha.
Rồi xin kính chào quý bà con, hẹn gặp lại bà con ở những video tiếp theo.